Vâng, đúng là đối với những bậc làm cha làm mẹ thì những đứa con chính là cuộc sống của họ. Do đó để có thể mang tới cho con một cuộc sống bình yên và hạnh phúc thì họ có thể chấp nhận hy sinh tất cả, kể cả là tính mạng. Câu chuyện một người đàn ông tàn tật với đôi chân bị bại liệt ở tại Trung Quốc lặn lội khắp nơi đi tìm đứa con trai bị mất tích suốt 15 tháng nay sẽ khiến chúng ta thêm thấu hiểu câu ca dao nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Anh Chen Sang-kwan bị liệt cả hai chân từ nhiều năm nay, nên trong suốt hành trình tìm con, anh phải dùng đôi tay của mình bò tới khắp các thành phố khác nhau ở tỉnh Guangdong, Trung Quốc để tìm con. Anh Chen tin rằng đứa con của anh đã bị bắt cóc khi chơi cùng bạn và bị bán cho gia đình khác. Khi bị mất tích, cậu bé mới tròn 20 tháng tuổi. Hành trang đi tìm con của anh chỉ là một chiếc túi màu nâu với một vài tấm hình của con trai, một chai nước và một tờ thông báo tìm trẻ lạc. Hình ảnh người cha bại liệt bò đi tìm con đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Cảnh sát cũng đã vào cuộc giúp đỡ, nhưng tới hiện tại vẫn chưa có kết quả khả quan nào.